Còn tại thành phố Hồ Chí Minh do ca COVID-19 mới có xu hướng tăng nhẹ, Sở Y tế địa phương này đã kích hoạt 40 trạm y tế lưu động với lực lượng các y bác sĩ dự bị do các trung tâm y tế và các bệnh viện đảm trách. Các đội phản ứng nhanh cũng được hình thành để điều tra và kiểm soát dịch. Huyện Hóc Môn, đặc biệt là hai xã Xuân Thới Thượng và Hòa Điểm, được xem là điểm nóng dịch khi số ca F0 mới tại khu vực này tăng cao. Những ngày qua, Sở Y tế, Cục Quân y, đội phản ứng nhanh của HCDC đã đến huyện Hóc Môn, yêu cầu huyện khẩn trương xử lý ổ dịch cộng đồng, hỗ trợ tiếp nhận các ca F0 nặng. Theo dữ liệu từ cổng thông tin COVID-19, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng trên 424.817 ca nhiễm COVID-19, Hiện thành phố vẫn đang ở cấp độ 2, dùng vàng nguy cơ trung bình, với 13 trong tổng số 22 địa phương dùng xanh còn lại là dùng vàng. Riêng huyện Hóc Môn hiện đang là dùng vàng, trong đó có 6 xã thuộc dùng vàng, 5 xã thuộc dùng xanh và một dùng cam là thị trấn Hóc Môn. Tổng số ca dương tính từ trước đến nay trên địa bàn huyện Hóc Môn là 22.493 ca, trong đó xã Bà Điểm nhiều nhất với 4.940 ca. Tỷ lệ mũi 1 tại huyện này đạt 100%, mũi 2 là 92%.